vậy con. Con chào lại. Ôi, đem đi làm phim liền. Không mà xài đều nha, hết là bán phà lộ nó gửi qua. À vậy hả? Thành công rồi. Hết. Ừ, sao? Hết là má nói nó xài. Chắc xài cũng lâu lắm rồi. Chấm dứt. Tao hay đem sẵn rồi làm giống như là mỹ phẩm nhà mình dịu kỳ vậy đó, mới xài có mấy bữa. Ờ, đưa cho mấy đứa Trang nó sợ cái này tốt lắm. Mấy đứa Trang bên đoàn phim á. Dạ, đó là cứ có thì nhắn nha. Rồi, cảm ơn. Dạ, dạ. Chụp đi con. Hôm nay có sự hiện diện của ban lãnh đạo quận 10 đến với sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh nhằm để chúc mừng cho một sự kiện vừa diễn ra của ông Trương Hùng Minh của chúng tôi, tức nghĩa là nghệ sĩ Minh Nhí. Dạ, cho con xin mời nghệ sĩ Minh Nhí ạ. Ngay bây giờ xin mời ông Bùi Thế Hải và ông Tô Trung Kiệt. Dạ, mời hai chú ạ. Dạ. Và cũng xin kính mời nghệ sĩ Việt Hương và các nghệ sĩ Hoàng Hương cùng lên chúc mừng cho nghệ sĩ Minh Nhí trong sự kiện đặc biệt này. Và chúng tôi xin rất trân trọng giới thiệu bà Đào Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Phường 2. Xin mời chị Bích ạ. À. Xin mời chị Bích ạ. À. Dạ, dạ, xin mời chị Bích. Lên cùng chia vui với nghệ sĩ Minh Nhí ạ. À. Tiểu tướng Minh Nhí ạ. À. Bích.
quý vị, ngày hôm nay chúng tôi còn được tiếp đón ông Nguyễn Phước Nguyên, Trung tâm Văn hóa Hòa bình quận 10 ạ. Xin mời anh Nguyên ạ. Và kính thưa quý vị, trong việc chia sẻ niềm vui chung tại đại lễ giỗ tổ sân khấu này, dạ, và còn có anh Điệp, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hòa bình quận 10 cũng đến tham dự chương trình với chúng tôi để cùng chúc mừng cho nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí đã đạt được danh hiệu nghệ sĩ ưu tú trong thời gian vừa qua. Và ngay trong giây phút này đây, xin mời thầy Minh Nhí có đôi lời phát biểu để tri ân cảm ơn tất cả các cô chú anh chị. Trước khi mà thầy Minh Nhí phát biểu thì chúng tôi xin được mời ông Bùi Thế Hải cho đôi dòng cảm nghĩ về cái sự kiện ngày hôm nay. Cùng với cả các anh chị, trong cái đợt mà phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú vừa qua thì trên quận 10 có các nghệ sĩ cùng tư ngụ rồi cùng sinh hoạt trên các cái đơn vị văn hóa trên địa bàn quận 10 cũng được nhà nước vinh dự và được nhà nước thứ ba phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Thì thật ra thì quận 10 cũng có một cái lễ, hơn bây giờ có một cái lễ để mà tuyên dương các danh hiệu, các nghệ sĩ đạt danh hiệu. Lúc đó thì nghệ sĩ cũng lại có công việc riêng lắm, để đó quận không theo như chỉ đạo của lãnh đạo quận là không có mang đến nhà mà đã phải đợi một cái sự kiện và đó để công bố vinh danh và để trao tặng cái kỷ niệm trương của quận 10 đối với các nghệ sĩ và đạt danh hiệu. Mong rằng chúng ta sẽ ngày càng phát triển tốt hơn, góp phần vào cái sự nghiệp văn hóa của quận 10 nói chung và văn hóa nói riêng. Xin kính chúc tất cả mọi người một ngày giỗ tổ thật vui và cảm ơn. Xin chân thành. Dạ, cảm ơn những chia sẻ hết sức chân tình của chú Hải. Và tiếp tới thì sẽ tới một nhân vật cực kỳ đặc biệt và quan trọng lâu của sân khấu nghệ thuật Trung Minh, cũng là một trong những ân nhân của chúng tôi. Xin anh Tô Trung Kiệt có đôi lời phát biểu trong cái thời khắc này. Kính thưa các cô chú, các anh chị và nghệ sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh có mặt trong khán phòng ngày hôm nay, đặc biệt là những anh chị trực tiếp quản lý sân khấu Trung Minh tại địa chỉ 22 Đỉnh Nguyễn, phường 2, quận 10. Phải nói là đây là một cái điểm nghệ thuật rất là ấn tượng và rất là uy tín. Từ khi sân khấu Trung Minh về tới đây thì tiếng lành đồn xa, mọi người cũng biết nhiều về địa điểm đặt tượng đài này. Khi mà anh Minh Nhí và chị Việt Phương về đây thì cũng giúp cho mọi người có một cái điểm diễn rất là ý nghĩa, đặc biệt là nơi đây còn trở thành một cái điểm sáng văn hóa và được mọi người rất là quan tâm và đánh giá rất là cao. Từ đó cũng giúp cho Trung tâm Hòa bình rất là tự hào, hãnh diện, bởi vì có những cái nghệ sĩ thường xuyên về đây tạo một cái điểm nhấn về văn hóa nghệ thuật. Tôi nghĩ là những cái giai đoạn đầu cũng chỉ là một cái công việc trong một cái chuỗi hoạt động mà sân khấu Minh Nhí với lại chị Điện Hương đang tạo dựng để có thể có thêm nhiều cái hoạt động khác nữa ý nghĩa hơn, đặc biệt là sân khấu này còn là cái nơi chia sẻ rất là nhiều các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn quận. Chúc cho sân khấu của chúng ta ngày càng phát triển, có nhiều vở diễn đi vào lòng công chúng, đặc biệt là cái nơi đào tạo những cái hệ diễn viên trẻ giúp cho ngành sân khấu của thành phố nói riêng và cả nước nói chung và có phát triển và có thêm nhiều cái lực lượng phù hợp. Xin chúc tất cả mọi người niềm vui, hạnh phúc và thành đạt. Xin thay mặt sân khấu nghệ thuật Trung Minh, tri ân ông Tô Trung Kiệt, giám đốc Trung tâm Văn hóa Hòa bình đã có chia sẻ và luôn ủng hộ giúp đỡ cho sân khấu. Và hiện tại thì trên sân khấu của chúng ta lại có thêm một người nữa là chị Bích, phó chủ tịch phường 2. Thì trong thời khắc này thì chị Bích và phường 2 ở đây là đã giúp đỡ cho sân khấu nghệ thuật Trung Minh rất rất nhiều trong thời gian qua. Và trước cái lời cảm ơn của em là người đại diện của sân khấu nghệ thuật Trung Minh thì trong thời khắc này chị Bích có, em xin chị Bích là hãy chia sẻ một đôi lời để trong suốt thời gian vừa qua chị đã
yêu thương và giúp đỡ tụi em như thế nào, thì ngày hôm nay xin chị cho ý kiến trong cái thời khắc này ạ. Dạ kính thưa các anh chị, thì cũng thay mặt cho đơn vị phường 2 cũng rất là cảm ơn các anh chị nghệ sĩ, anh Minh Nhí, chị Việt Hương, anh Hoài Phương cũng đã chọn nơi đây, như anh Thương cũng đã trao đổi, cũng chọn nơi đây để trở thành một điểm sáng văn hóa và một nơi để cho bà con nhân dân ở trong quận 10 nói chung và của phường 2 nói riêng và thành phố, thì để là một cái nơi để biểu diễn các cái chương trình văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật dành cho tất cả các độ tuổi. Vừa qua thì cũng đã tài trợ toàn bộ một suất diễn cho các trẻ em của đơn vị phường 2 có hoàn cảnh khó khăn để có thể được tham gia và nghe, dự, xem vở kịch mà rất là hot trong cái thời điểm đó. Thật sự là có thể nói là mua vé cũng rất là khó, nhưng mà các anh chị đã dành hẳn một suất để cho biểu diễn cho các em thiếu nhi, thì điều này rất là trân quý. Ngoài ra còn những món quà từ thời điểm mà trước dịch, trong dịch và sau dịch dành cho đơn vị phường 2, thì không còn biết nói lời gì hơn, thì xin thay mặt cho phường 2 và các bà con nhân dân cũng cảm ơn chị Hà Phương, anh Minh Nhí, anh Hoài Phương, và cũng mong rằng là tiếp tục gắn bó và hỗ trợ và giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn của phường 1. Dạ. 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 Xin trân trọng giới thiệu với tất cả mọi người các đồng chí Nguyễn Dương Nhu, nguyên bí thư tập luyện từ 2012 đến 2015, sáng giờ hoàng ủy ban quận 10 mà anh Nhu lên đây. Dạ, xin mời anh Nhu ạ. Anh Sơn, dạ, chủ tịch ủy ban nhân dân quận 2. Dạ, cảm ơn chị. Vâng, kính thưa quý vị, sau những chia sẻ từ các cấp lãnh đạo thì ngay giây phút này đây, chúng tôi xin được xin một vài dòng chia sẻ từ cả hai nghệ sĩ, là nghệ sĩ Việt Hương và nghệ sĩ Minh Nhí. Thì chị Việt Hương vừa mới đưa một cái phất tay qua cho thầy Minh Nhí, và bây giờ để tri ân tất cả các cấp lãnh đạo thì xin mời thầy Minh Nhí có đôi lời ạ. Dạ, trước tiên thì Minh Nhí xin kính chào tất cả các anh chị lãnh đạo của quận 10, của phường 2, tất cả các anh chị nghệ sĩ, các anh chị báo chí và tất cả các bạn nghệ sĩ, tất cả các bạn học viên của sân khấu nghệ thuật Trung Hùng Minh và các bạn học viên của tất cả các sân khấu khác nữa đã đến đây trong ngày hôm nay, xin kính chào và lời chào trân trọng nhất của Minh Nhí nha. Và hôm nay thì thật sự bất ngờ và cũng rất là hạnh phúc, và tại vì Minh Nhí, Việt Hương, hai thầy trò nghĩ là mình làm cái nhà cúng tổ năm nay thì có cái sự kiện là lũ lụt ở ngoài miền Bắc, cho nên là tất cả đều mình phải làm trong cái sự trang nghiêm để kính dâng lên tổ tấm lòng của tất cả chúng ta trong ngày hôm nay. Còn tất cả những cái gì gọi là vui chơi thì chúng ta tạm gác lại. Dạ. Nhưng mà không ngờ là rất là bất ngờ khi anh Hải và mọi người đã chúc mừng Minh Nhí khi mà Minh Nhí được cái danh hiệu của nhà nước tặng là nghệ sĩ ưu tú. Minh Nhí không có nghĩ là ngày hôm nay là cái ngày được cái này. Dạ, xin cảm ơn, và tại cùng một cái ngày cúng tổ, thật sự mà nói là Minh Nhí rất là biết ơn, cái này là nói thiệt là biết ơn lãnh đạo quận 10, nhất là anh Hải và giám đốc trung tâm văn hóa quận 10 cũng như các bạn phó giám đốc trung tâm văn hóa Hòa Bình đã cùng với các anh chủ tịch, các anh bí thư và phó chủ tịch Bích, anh Nhu và anh Sơn ở phường 2 là gần nhất, tất cả mọi người đều hỗ trợ cho sân khấu nghệ thuật Trung Hùng Minh rất nhiều, từ ví dụ như là mấy anh công an để bảo vệ cho những sự kiện lớn, rồi mấy anh dân phòng, rồi nói chung rất nhiều. Và nếu như không có những cái sự giống như là yêu thương này thì cũng sẽ sân khấu nghệ thuật Trung Hùng cũng sẽ không có được mọi người thích cho đến ngày hôm nay. Và đó là tấm lòng mà các anh đã dành cho hai thầy trò Minh Nhí, Việt Cương, và Minh Nhí rất là biết ơn cái
cái sự yêu thương đó của các anh lãnh đạo quận 10 và các anh chị phường 2 cũng như trung tâm văn hóa Hòa Bình. Xin cảm ơn rất là nhiều. Và Minh Lý hôm nay thì thật sự mà nói là từ những ngày đầu tiên mà Minh Lý đi dạy thì luôn luôn Minh Lý nhớ hai người thầy của Minh Lý, đó là thầy Nguyễn Văn Phúc, là người thầy mà yêu thương Minh Lý vô cùng. Còn cái sự nghiệp giảng dạy của Minh Lý, lúc nào Minh Lý cũng nói là Minh Lý có được cái sự giảng dạy như ngày hôm nay đó là nhờ vào nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Công Linh. Em mời anh ạ. Đây là lời nói rất là chân thành và lúc nào Minh Lý cũng nói đó. Em mời anh lên sân khấu luôn ạ. Xin kính mời thầy Nguyễn Công Linh. Em mời anh ạ. Vì những ngày đầu tiên là những ngày mà Minh Lý vào trường dạy. Minh Lý vào trường dạy là Minh Lý phải đi theo anh Công Linh, theo sự phân công của hiệu trưởng ban giám hiệu ở trường nghệ thuật sân khấu 2 ngày xưa, là Minh Lý phải đi theo học anh Công Linh. Lúc đó anh Công Linh đi học từ Nga về, và anh Công Linh là trưởng khoa kịch nói ở trường, và Minh Lý phải theo anh Công Linh và 3 năm đi theo để học anh Công Linh và học rất là nhiều từ cái sự nghiệp giảng dạy của mình. Và từ đó mà sau 3 năm thì được cái sự đánh giá của anh Công Linh báo lên cho hội đồng ban giám hiệu, và ban giám hiệu đã chính thức cho Minh Lý được làm giáo viên chính thức chủ nhiệm. Và cái năm đầu tiên mà Minh Lý chủ nhiệm đó là chủ nhiệm lớp của Việt Hương, Việt Hương, Thúy Nga, Trần Bình, Thúy Phương, Cao Minh Đạt, Việt Hương, vân vân. Và tại sao mà Minh Lý nhắc lại như vậy là tại vì cái cặp đôi mà Minh Lý cần phải tri ân nhiều cho ngày hôm nay đó là cặp vợ chồng em ca nhạc sĩ Hoài Phương và nghệ sĩ Việt Hương. Vì trong cái mùa dịch đó thì Việt Hương có gọi cho Minh Lý là nói là nếu mà sau dịch đó thì mấy anh ở bên lãnh đạo quận 10 và phường 2 có muốn là thầy trò mình làm cái sân khấu ở phường này. Anh và hãy xuống biết này. Thì đó, thì thật sự mà nói là nếu như không có Việt Hương, tại vì Việt Hương là nhà ở đây, có nhiều người Việt Hương nghe nói chơi là sanh ra một cái mở mắt ra là đã thấy cái thành Dường Lài rồi. Và nếu không có Việt Hương ở đây và không Việt Hương không được sự yêu thương của mấy anh quận 10 cũng như mấy anh ở phường 2 thì Minh Lý cũng không có tiếp cận được với cái sân khấu này, và không có thầy trò, không có được có một cái thánh đường như vậy. Cho nên là thầy rất là cảm ơn Việt Hương. Tại sao mà thầy cảm ơn Việt Hương? Việt Hương là một người học trò đã nhớ ơn mình và đã tạo làm nhiệm cầu âm nhạc để cho Minh Lý được có một cái thánh đường này, và luôn luôn được bảo trợ, có nghĩa là được được bảo vệ. Nếu mà có cần gì là ở phường, ở quận hoặc là trung tâm Hòa Bình là hỗ trợ giúp đỡ hết. Từ ví dụ phòng cháy chữa cháy là bên trung tâm văn hóa Hòa Bình cũng cho Điệp và Nguyên sát cánh qua đây để giúp đỡ. Đó là Minh Lý kể là một cái chi tiết nhỏ thôi, còn tất rất nhiều thứ. Còn phường 2 cũng vậy đó. Cho nên là mình biết ơn học trò mình vẫn nhớ, là chị Hương nhớ thầy luôn luôn, cũng nhớ cái sự thương ông thầy, và cũng chờ ngày xưa học anh. Thật sự là anh Linh chưa bao giờ anh mở miệng anh nói là anh dạy hết á, nhưng mà thật ra là đi theo để học nghề, học cái nghề dạy. Và nếu như em ngày xưa mà giao em cho một người khác thì chưa chắc em giỏi như vậy, chưa chắc em dạy giỏi như vậy. Và tại vì những cái dạy của em là ngày xưa là em anh khi anh dạy cho học trò ở các lớp mà em đi theo là em ghi lại hết và em học hỏi từ đó. Cho nên thầy cũng muốn nói với tất cả các bạn học trò trẻ của thầy, bây giờ chúng ta phải uống nước nhớ nguồn. Chúng ta phải nhớ những ngày đầu chúng ta đã học ai và đã làm gì, và học theo thầy và cô Kỳ Hương, có nghĩa là dù mình sau này mình có như thế nào thì mình luôn luôn nhớ những cái người đã dạy mình và những cái công lao âm thầm của các thầy. Trong lòng của thầy là thầy của thầy là thầy Nguyễn Văn Phúc, cũng là thầy của thầy Nguyễn Công Linh, và người thầy thứ hai mặc dù mình gọi bằng anh nhưng mà cũng là thầy của thầy về cái
sự nghiệp giảng dạy đó là thầy nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Công Ninh đó. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin cảm ơn một lần nữa cảm ơn tình cảm của em Hoàng Thương và em Bị Thương để dành cho thầy. Cảm ơn rất nhiều và cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn anh chị nghệ sĩ sáng nay đã có mặt để cùng cúng tổ nghệ sĩ Quốc Thảo và nghệ sĩ ưu tú Liễu Tiết Thu. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa. Cảm ơn nha, nhìn xuống đấy. Cảm ơn ca sĩ Lê Duy. Cảm ơn nghệ sĩ Tú Vi, diễn viên đạo diễn Trung Lùng, đúng rồi. Đạo diễn Trung Lùng là nhất trong đó. Cảm ơn Tương. Cảm thấy ai thì nói người đó nha. Một cảm ơn mọi người. Chắc Hương nha. Trước tiên thì Mẹ Hương xin kính chào cả các quý quan khách. Và một điều rất là bất ngờ, hôm nay là ngày giỗ tổ ngành nghề sân khấu. Sân khấu thì mình nghĩ là ngày giỗ tổ thì anh em nghệ sĩ thôi, nhưng mà hôm nay một cái rất là quý là có cả ban lãnh đạo từ quận Anh Hải và phường thì đi đầy đủ luôn, tất cả các ban ngành đều có mặt ở đây, cũng như sếp tổng ở trên là nhà hát Hòa Bình thì cũng có từ giám đốc đến phó giám đốc luôn. Nói chung là đầy đủ tất cả các ban lãnh đạo tại quận 10. Vì Hương là quê hương của Hương là quận 10, phường 2, nhà Hương đối diện với cái rạp, cho nên nãy thầy nói cũng đúng là mở mắt ra là thấy cái rạp rồi. Và trong cái mùa dịch đó thì phường 2 là vô nhà lấy đồ nhiều nhất để cho lo cho 17 cái chung cư. Và Mặt trận Tổ quốc quận 10 với sự điều hành của anh Hải trong mùa dịch thì bà Trần Thanh Ngọc là bạn học chung một lớp luôn và cũng tràn qua nhà, dạ cũng hỗ trợ dữ lắm. Cho nên là sau đó thì được cái mối ương duyên là khi anh Hải tới tận những người dân mà đã đồng hành cùng mùa dịch thì anh Hải có nói là Hương ơi, em làm nghề này thì em suy nghĩ sao về cái rạp phường này. Thì lúc đó thì Hương có gọi cho thầy, thầy nói thầy ơi, thầy giảng dạy rất là mát tai và rất là nhiều trò nổi tiếng, thầy có thể nào suy nghĩ là em sẽ mở một cái sân khấu và thầy về giảng dạy hay không. Thì lúc đó là có sự đồng hành rất nhiều từ quận, từ phường để hỗ trợ, để có ngày hôm nay nhìn dưới đây hầu hết là học trò của thầy, chắc cũng nửa rạp luôn, và tất cả các anh em nghệ sĩ đó yêu mến để tới đây chúc mừng cho sân khấu thầy Thật Chương Minh. Trước tiên xin cảm ơn ban lãnh đạo, và sau đó niềm hạnh phúc nhất của Việt Hương là khi mà mình vũ tổ là mình cảm ơn những người tạo nên mình ngày hôm nay, thì có mặt luôn cả hai ông thầy, đó là thầy Nguyễn Công Ninh, người đã đặt tên cho Việt Hương luôn là Việt Hương, thầy Ninh còn đếm chữ là 9 chữ cho nó hơn. Và cái tên đầu tiên mình treo băng rôn tại tao đàn, mỗi một ngày Hương đều chạy ra đó để nhìn cái tên của mình, là do thầy Nguyễn Công Ninh năm 1993. Và sau khi Việt Hương thi vào trường theo hệ chính quy thì học của thầy Trương Minh, tức nghệ sĩ Minh Nhí năm 1994. Đặc biệt năm nay năm 2024 cũng vừa đúng 30 năm, một cái hành trình rất là dài, và có một cái sân khấu như thế này để mà hỗ trợ cho lớp trẻ. Một nữa Việt Hương xin cảm ơn ban lãnh đạo của quận cũng như là đó là quê hương của mình tại phường 2 đã hỗ trợ cho Việt Hương có cái đặt này cùng với thầy. Hai người thầy của Việt Hương cũng có mặt trên sân khấu này nữa, quy một cái dàn cho chúng dưới rất là hạnh phúc. Và cái đời sau của thầy thì đạo diễn Thanh Phong Trần cũng là học trò thầy luôn, cũng đã dàn dựng vở ở đây. Và mỗi một mùa thì ví dụ như là mùa hè thì cũng hỗ trợ cho các bé giống như là chị Bích hồi nãy nói để ra xem và tặng quà. Trung thu thì làm giờ chị Hằng, chú Cụi, Thỏ Ngọc để làm quà cho các bé không đủ điều kiện ăn trung thu để tặng bánh, tặng quà. Và mùa Tết thì quận và phường cũng hỗ trợ làm cái sân khấu ngoài trời để hỗ trợ cho bà con nghèo ăn Tết. Nhưng mà hôm nay có vũ tổ là rất là đặc biệt, cũng có nói với anh Quốc Thảo, chị Tiết Thu cũng như Đại Nghĩa là cái người làm nhiều về từ thiện cũng biết là mình đang mùa bão, có vợ chồng Tú Vi nữa. Thì hôm nay tất cả mọi người tới đây với tấm lòng yêu thương, còn toàn bộ bánh, trái, tiệc, đồ ăn mặn, đồ ăn ngọt, hoa của tất cả các nghệ sĩ. Các nghệ sĩ chỉ cần đi tới đây bằng tấm lòng thôi. Còn ai mà muốn mua bánh, mua quà hay mua bất cứ một cái gì thì có thể dùng cái tiền đó bỏ vào trong một cái thùng và sẽ minh bạch mở liền ngay lập tức để gửi về cho đồng bào miền Bắc, đó cũng là giống như là khán giả của mình.
và cái tiền đó mình không có xài phung phí vào cái ngày giỗ tổ ngày mai luôn. Và nó cũng là một cái ý nghĩa của sân khấu nghệ thuật Chu Văn Minh, và cũng là ý của thầy Minh muốn như vậy để cho mình sân khấu đã lo hết rồi, các bạn chị các bạn nghệ sĩ anh em nghệ sĩ tới đây thì chỉ cùng chung vui với sân khấu và cảm ơn tổ nghiệp. Sau đó là mình sẽ hỗ trợ cái tiền đó đem về cho cái đồng bào ngủ năm nay. Và một lần nữa Việt Hương xin cảm ơn quý vị khách quý có mặt dưới đây, Hương bị cận thị cho nên không có nhìn thấy được nhiều, có quý vị báo chí nữa, dạ có chị Tuyền nữa, Việt Hương không thấy được các chị ngồi xa quá. Cảm ơn rất là nhiều, và đặc biệt nãy giờ chưa cảm ơn cái người ở bên cạnh Việt Hương luôn luôn đứng đằng sau lưng hỏi em muốn làm đó hả, làm đi tốt nhiều tiền. Cảm ơn anh đã luôn ủng hộ em về mặt nghệ thuật. Cảm ơn một lần nữa quý vị khán giả, và bây giờ xin phép để được đại Dương Hương lên mặt thầy. Xin cảm ơn quý vị ạ. Kính thưa quý vị, một xin được cảm ơn những nghệ sĩ cùng đến với sân khấu nghệ thuật Chu Văn Minh ngày hôm nay, và xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, xin được cảm ơn nghệ sĩ Quốc Thảo, xin được cảm ơn nghệ sĩ Trung Dân, và xin được mời các nghệ sĩ chúng ta sẽ cùng lên sân khấu để dâng hương cho bần thờ tổ nghiệp. Xin được mời nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa, xin được mời đạo diễn Nhật Trung ạ. Lễ giỗ tổ của sân khấu nghệ thuật Chu Văn Minh. Xin được mời đạo diễn Ngọc Duyên ạ. Xin được mời anh Cao Minh Đạt, diễn viên Cao Minh Đạt ạ. Và xin giới thiệu sự xuất hiện của diễn viên Mạnh Minh Luân ạ. Xin giới thiệu nghệ sĩ Văn Tú Tiến Thu ạ. Diễn viên Minh Phúc, diễn viên Trí Hùng. Xin giới thiệu đạo diễn Thanh Toàn, đạo diễn Hữu Tiến. Xin được giới thiệu diễn viên Huy Khánh. Xin được giới thiệu diễn viên Anh Tú, diễn viên Văn Anh, diễn viên Tú Huy. Xin được giới thiệu diễn viên Kim Ôn. Xin được giới thiệu ca sĩ Lê Vi. Xin được giới thiệu đạo diễn Nguy Khang. Xin được giới thiệu ca sĩ Hồ Đăng Quang. Thưa quý vị, ngày hôm nay đến với giỗ tổ sân khấu tại sân khấu nghệ thuật Chu Văn Minh, chúng tôi chào đón rất đông những quý vị đại biểu, quý vị nghệ sĩ họ, và chúng tôi sẽ được trân trọng chào đón và mời lần lượt các quý nghệ sĩ và các quý đại biểu chúng ta cùng lên dâng hương cho đền thờ tổ nghiệp. Xin chào tổng quát hơn. Các
làm học viên tại sân khấu nghệ thuật Trương Hồng Minh chúng ta chưa mỹ phẩm gì mà càng ngày càng xài càng trắng, và thực sự là có những cái lời mắng vốn. Trời ơi, bán mỹ phẩm mà bị bắn vốn cả nhà, có nghĩa là xài khoảng cỡ 3 tuần cho đến 1 tháng thôi thì lập tức cái tông mặt cũng như là cái tông da ở cổ nó lệch nhau rõ rệt, và dung thường hay bị bắn vốn như vậy. Đối với các chị em, nếu như mà mình có nám nè, có tàn nhang nè, có đồi mồi nè, da không đều màu, da mà bị sạm, bị đen thì mình có thể tìm ngay đến bộ dược mỹ phẩm nhà 4D. Hiện nay thì đang có chương trình khuyến mãi mua một bộ tặng một bộ. Đây là một cái chương trình duy nhất trong năm nay mà Dung nghĩ rằng các chị các mẹ mình cần phải nắm bắt gấp. Và mỹ phẩm nhà 4D thì nó tốt như thế nào, cũng như là nó hiệu quả như thế nào, thì cả nhà mình cứ xem những cái feedback, những cái review ở trên kênh Dung Gian Dung Vẻ. Nâng cơ nè, đó, tông sáng lên nè, nám nè, chân chim nè, đôi môi nè, mờ dần, mờ dần, mờ dần. Tàu Phượng Loan rất là tâm đắc là sẽ kích lỗ chân lông nè, mặt của mình nó ẩm mịn, mọi người có thể để mặt mộc đi ra ngoài mà rất tự tin. Mờ nám, mờ vết nhăn, trắng sáng da, mịn màng, săn chắc. Thế đâu ai cũng khen là làn da căng, trắng như trắng mộng luôn á. Cái vết thâm mà tàn nhang của nó lặn mất tiêu, rồi nó căng cái da mịn, nó mỏng cái da mặt của mình, cảm thấy mình trẻ. Dạ, mua mỹ phẩm ở đâu cũng vậy, thì cứ mua ủng hộ dược mỹ phẩm nhà 4D. 4D rất là cảm ơn, và thật sự đây là một cái bộ sản phẩm mà Dung đặt rất nhiều tâm huyết vào đó. Các chị em mình cứ dùng, nó có cái size nhỏ để cho mình dùng thử. Mình chỉ cần dùng thử thấy êm, thấy ok thì mình hãy tiếp tục mua cái size lớn cho nó lợi hơn. Và khi mua hàng thì đã có số hotline ngay trên màn hình. Các chị các mẹ chỉ cần đặt cho số hotline thì lập tức sẽ có mỹ phẩm ship tận giường cho các chị. Dạ, mua mỹ phẩm ở đâu cũng vậy, mua dùm em cảm ơn. Dược mỹ phẩm 4D, sạch nám, sạch mụn, sạch cả tâm hồn.